Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cho anh em một cái chương trình AirDrop mới của dự án là Veda City ha. À, thì đây là một cái dự án mới ra. À, và nó tương tự như cái dự án AVV. Đó thì những anh em nào đã biết cái dự án AVV ha thì à, đây là một dự án đã cho mình khai thác cái đồng coi miễn phí là AVV và hiện tại nó đã list trên sàn okit là một dự án rất là thành công em nha. Thì cái dự án này nó cũng à, tương tự luôn ha. À, cái giao diện cũng như là cách thức à, khai thác thì nó cũng tương tự như dự án EVV đó thì à, ở đây khi mà anh em đăng ký xong á thì anh em sẽ vào ở đây anh em nhận cái đồng VRE VRE của mình à, thì cứ sau 25 vòng à, ha nó chạy hết 25 vòng thì anh em sẽ vào anh em nhận ha thì cứ hàng ngày anh em vào hai ba lần anh em kiểm tra để anh em bấm nhận cái đồng VRE này về ví nha đó thì à, nó chạy 25 vòng tương tự như những dự án EVV ha khi mà anh em đăng ký nếu mà không được thì anh em sẽ làm lại nhiều lần ha nó có thể là nó sẽ gặp trục trặc ở cái phần anh em nhận cái mã code xác minh đó rồi cũng như là cái app hiện tại nó còn còn khá lắc ha cho nó cũng chưa mượt ha thì đây là một dự án hoàn toàn mới ra thôi thì những anh em nào chưa, chưa, đã đã xem được video của mình thì anh em có thể là tranh thủ khai thác ngay cho mình ha thì tất cả những dự án nào mà mới ra thì anh em tranh thủ khai thác liền thì lúc đó cái tốc độ ban đầu nó sẽ rất là cao ha còn khi mà anh em đã vào trẻ thì cái số lượng coin mà anh em đào không được bao nhiêu anh em nha rồi ok thì khi mà anh em đăng ký với cái mã hỗ với cái mã mời của mình thì anh em sẽ nhận được là 10 cái đồng ve à, 10 cái đồng ve ve ha ve ra đây ngoài ra thì trên cái app này nó cũng cho mình nhận miễn phí cái đồng bitcoin đó nha miễn phí đồng bitcoin và hàng ngày anh em bấm vào cờ cái đồng ve này về ví đó rồi như vậy anh em nha Thì uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký ha Đầu tiên anh em sẽ xuống phòng mô tả video kích vào cái link uh, đăng ký cho mình đó, Thì cái đó cái link tại app ha Rồi Sau khi kích đăng ký xong Anh em sẽ bấm vào cái chỗ Android ha, Android Thì uh, riêng phần App Store này nè Hiện tại nó vẫn chưa Nó, nó chưa có anh em nha Cho nên là những anh em nào xài iPhone thì uh, uh, vui lòng chờ ha Thì những anh em nào xài Android thì anh em bấm vào cái phần Android này để anh em sẽ tải cái file APK về nha sau khi anh em tải xong thì anh em bấm mở lên và anh em bấm cài đặt cái phần mềm ha đó rồi sau khi anh em mà cài đặt phần mềm xong ha anh em vào cái app anh em mở lên thì anh em sẽ tiến hành đăng nhập cho mình thì đầu tiên dòng đầu tiên anh em sẽ nhập cái email của anh em vào ha rồi ở dòng thứ hai này này thì anh em sẽ bấm vào cái chỗ là, là Lorin ở phần này, nó có cái chữ Lorin à, TX19 đó hay là số mấy đó ha. Thì anh em sẽ bấm vào chỗ đây để anh em sẽ nhận nó sẽ gửi một cái mã về email, anh em vào email ha. Anh em vào email thì anh em sẽ copy cái à, mã số này. Đó, anh em copy, anh em dán vào ha. Đó, sau khi anh em dán vào cái mục này thì anh em sẽ chọn cái dấu uh, tích tròn ở dưới đây. Sau đó anh em bấm chữ Lorin TX19 này ha đó sau đó nó sẽ dẫn đến màn hình như này thì anh em bấm vào cho mình là Lorinter X26 nha ở cái phần dưới cùng này anh em cứ chọn cái phần này số nào lớn nhất thì anh em bấm vào rồi tiếp tục nó sẽ hỏi tuổi ha thì anh em sẽ cái độ tuổi của anh em nằm trong cái khoảng nào thì anh em sẽ mà chọn cái khoảng của độ tuổi đó ha đó sau đó anh em sẽ bấm chọn cái mục tuổi của mình nằm trong cái khoảng nào thì anh em chọn vào ha rồi tiếp tục rồi tiếp tục nó sẽ hiện ra thông báo là chỉ cho phép khi dùng ứng dụng này. Thì anh em bấm vào cái chỉ cho phép này ha. Rồi. Đó. Tiếp tục nó sẽ hiện cái thông báo là anh em cần phải nhập cái mã mời. Thì cái mã mời của mình á. Mình sẽ để cái trên cái màn hình video. Hoặc là dưới phần mô tả video. Anh em xuống anh em đánh vào ha. Hoặc là mình có để trên nhóm Telegram. Anh em dồn vào nhóm Telegram để anh em copy. Dán vào nha. Đó thì sau khi anh em copy dán mã mời vào thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này thì anh em sẽ bấm vào cái chỗ là index này đó bấm vào cái chỗ mà cái 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 xẻng này ha nó có cái biểu tượng xẻng bấm vào để khai thác ha đó rồi đó thì cái phần khai thác nó sẽ nằm trong cái chỗ cái xẻng này, này, ha đó thì để chọn ngôn ngữ thì anh em bấm vào cái chỗ là profile bên góc phải màn hình đây nha bấm vào sau đó anh em sẽ bấm vào cái chỗ là chu language này đó. bấm vào đây anh em sẽ chọn cái ngôn ngữ cho mình là anh em sẽ chọn tiếng Việt này sau đó bấm cần phim đó đó như vậy ha rồi anh em quay lại cái phần của cái cái sẻn đây thì cái phần sẻng này chính là cái phần khai thác ha đó. Thì anh em bấm vào cái đây trên đây để anh em khai thác nha rồi thì sau khi anh em đăng ký thành công thì anh em sẽ nhận được là 10 cái đồng VDR này ha và rồi khi mà sau đó nó sẽ hiện ra cho anh em một cái phần thưởng Bitcoin ở phía dưới này nè anh em bấm vào mùi tên này cho mình cái mũi tên này bấm vào đó thì nó chỉ uh, xuất hiện cái phòng bitcoin này anh em bấm chữ khẳng định cho mình ha thì lúc đó anh em sẽ lên được cái bitcoin về ví hả ra phần thưởng nhận bitcoin hàng ngày ha rồi đó thì um, trên đây á thì cứ uh, nó sẽ chạy 25 vòng anh em nha ở cái phần thưởng vdr này sẽ tự động nó chạy cho anh em 25 vòng thì khi mà nó chạy hết 25 vòng á thì cái 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 cái, cái bot khai thác này nó sẽ tự tự động ngưng cho nên anh em lưu ý là ngày anh em vào tầm 2 đến 3 lần để anh em chết và anh em nhận cái đồng về ra thì để nhận được cái đồng VRE này thì anh em bấm chữ khẳng định cho mình để mình nhận là 0.25 đồng về ra nha. Đó, bấm khẳng định là mình nhận nè Đó, mạng nó hơi lắc đôi khi là nó nó không có ăn nha. Rồi, còn Bitcoin thì khi nó hiện cái chữ khẳng định lên thì anh em cũng nhận Bitcoin luôn nha. Rồi tiếp tục ở đây nó cái phần theo dõi vda City này nè, bấm vào à, bấm vào Twitter ha, để anh em tăng cường cái à, tốc độ khai thác lên, đó, cộng thêm 100.000 tốc độ khai thác này để làm theo ít này đó, bấm vào, sau đó anh em bấm theo dõi cho mình ha à, bấm theo dõi dự án này đó đó, thì dự án này hiện tại là đã có 4.000 người theo dõi rồi nha, rất là nhanh luôn ở phần mời bạn bè ha thì anh em bấm vào cái chỗ phần đội đây đội đây thì anh em sẽ bấm phần mời bạn bè cho mình đó thì nó sẽ xuất hiện cái mã mời ở trên này cho anh em nha hiện tại nó mạng đang lắc nên nó chưa có 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 mở thì nó sẽ xuất hiện cái mã mời này cho anh em thì anh em bấm sao chép để chia sẻ cho bạn bè ha rồi rồi tiếp tục anh em bấm vào chỗ phần cốt thép ở đây đó thì ở đây nó cũng có cái hộp năng lượng này hộp quà này thì cái cách thức mà anh em sử dụng hộp năng lượng hộp que này á, thì anh em sẽ dùng để trao đổi à, trao đổi cái à, mã số trao đổi mã số năng lượng à, hộp que lẫn nhau thì anh em sẽ tăng thêm cái tốc độ đào thì đây nó có cái phần hướng dẫn này anh em bấm vào đây để nó hướng dẫn ha đó hướng dẫn sử dụng hạt năng lượng này rồi thì à, anh em sẽ đọc thêm ha đó. thì cái phần này là mình sẽ trao đổi cái mã năng lượng cho nhau đó ví dụ như ở đây này bắt đầu trao đổi ha ví dụ anh em ở đây nó có cái hộp năng lượng này đó hộp hạt năng lượng rồi hộp năng lượng này thế cho thì anh em sẽ copy cái mã này mã hộp này nè anh em chia sẻ cho cái bạn bè của anh em á mà khi mà bạn bè của anh em nhập cái mã này vào thì anh em sẽ bạn bè của anh em sẽ bấm vào sử dụng nè sau đó sẽ nhập cái mã cái mã hộp quà mà anh em gửi vào đây sau đó anh em bấm nộp thì lúc đó uh, sẽ được tăng thêm cái tốc độ đào nha đó, thì anh em sẽ copy cái mã hộp quà này để chia sẻ cho bạn bè rồi cái hạt năng lượng này cũng vậy ha. Hạt năng lượng thì ở đây bắt đầu theo dõi nè. À, tham gia trao đổi ha. Bắt đầu trao đổi nè. Bắt đầu trao đổi. Thì ở đây là mình sẽ tạo cái 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 phần trao đổi là gồm từ hai người cho đến 5 người. Anh em chọn mấy người thì thì chọn ha. Sau đó anh em xác nhận bắt đầu. Thì lúc đó anh em sẽ tạo một cái nhóm 5 người. Hoặc là ba người, hai người. Tùy ha. Sau đó thì anh em sẽ uh, tham gia đó, ví dụ như mình chọn cái nhóm 5 người nè, bấm xác nhận để bắt đầu nè. Đó, thì sau khi anh em bấm vào cái hạt năng lượng và anh em tạo cái nhóm 5 người ha, thì lúc đó nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này. Thì ở trên đây chính là cái mã, à, mã code mà anh em sẽ chia sẻ cho bạn bè. Thì ở đây ít nhất là vài năm có 5 người à, nhập cái mã code này vào. Đó, thì khi mà anh em gửi cái mã code này cho bạn bè thì anh em sẽ gửi cho một cái nhóm gồm 5 người ha. Đó, thì năm, thì 5 người đó nè. Thì gồm người thứ thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm bốn người còn lại sẽ nhập cái mã code này vào đó cùng với mã code này thì anh em sẽ nhập, thì anh em sẽ chia sẻ mã code này cho bốn người còn lại ha để nhập họ nhập một cái mã code này vào thì lúc đó họ sẽ tăng được cái năng lượng đó tăng được năng lượng ba 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 nha đó thì uh, mình sẽ tạo một cái nhóm uh, telegram ở dưới phần mô tả của video đó anh em mà uh, bấm vào anh em tham gia uh, thì những anh em nào mà tham gia dự án này uh, thì có thể join vào và chia sẻ cái uh, cái mã hợp hợp năng lượng cũng như là cái hạt năng lượng này để mọi người nhập nhập chéo lẫn nhau ha thì uh, lúc đó là anh em sẽ tăng được cái tốc độ khai thác nha đó rồi về cơ bản là như vậy ha thì uh, hàng ngày anh em vào anh em hai đến ba lần anh em vào để anh em sẽ nhận cái đồng uh, vdr ha cũng như là cái phần thưởng bitcoin hàng ngày anh em nhận được ha đó rồi anh em uh, ngoài ra thì anh em sẽ mời thêm bạn bè để chia sẻ thêm cũng như là anh em sử dụng cái uh, trao đổi cái hạt năng lượng với cái hộp năng lượng á để anh em sẽ tăng cái tốc độ khai thác cho mình nha thì đây là một dự án hoàn toàn mới ra luôn và nó um, có hai hướng nó nói chung là nó bắt trước rất là giống với cái dự án LVV thì uh, cũng hên xui thôi nha thì tất cả những dự án nào nó giống giống tương tự nhau thì đôi khi nó lại là uh, lợi thế đó, lợi thế trong cái việc là làm um, được cái cộng đồng lớn lắm nha thì đây là dự án hoàn toàn mới ra à, những anh à, thì những anh em nào đã xem video của mình à, thì tranh thủ à, tham gia và chiến ngay liền cho mình ha thì dự án mới ra thì anh em tranh thủ tham gia cũng như là mời thêm bạn bè cũng như là sử dụng trao đổi cái hộp năng lượng như cái hạt năng lượng ha để anh em tăng cái, tổ, cái tốc độ khai thác luôn rồi như vậy em nha thì video này xin kết thúc nếu thấy video hữu ích thì cho mình một nút like để ủng hộ video những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn một chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo